Những đặc điểm quá đỗi bình thường nhưng cho biết bạn là người có IQ cao, thông minh nhất đời, phần 2. 7. Không béo. Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Pháp cho thấy, vòng eo nhỏ thể hiện khả năng nhận thức tốt hơn. Điều này chứng tỏ một cơ thể khỏe mạnh, không béo có thể giúp bạn có một trí não minh mẫn hơn. 8. Nuôi mèo. Những người nuôi mèo thường sống nội tâm hơn, thường ở nhà và đọc sách trong khi vuốt ve hoàng thượng, và chính sự khác biệt này dẫn đến khả năng trí thông minh của họ cao hơn người nuôi chó. 9. Nuôi con bằng sữa mẹ. Bạn đã nghe câu nói này chưa? Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. 10. Sử dụng chất kích thích. Thật lạ lùng khi một người sử dụng chất kích thích ở thời điểm hiện tại thì người đó có thể sở hữu một chỉ số IQ khá cao khi còn trẻ. 11. Người thuận tay trái. Những người thuận tay trái hiếm hơn so với người thuận tay phải. Và mặc dù thực tế cho thấy rằng họ luôn phải tìm cách để hòa nhập với nửa còn lại, trí tuệ của họ thậm chí còn được khẳng định là cao hơn. Những người thuận tay trái có thể phát triển khả năng sáng tạo cần thiết để tạo ra những ý tưởng mới lạ. Qua 2 phần rồi thì bạn thấy bạn có bao nhiêu đặc điểm của một người thông minh? Đừng quên follow kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị khác nhé!